Chị đẹp Thu Phương xin hãy bắt đầu phần trình diễn cá nhân. Trưởng thành hơn, khỏe mạnh hơn, trả lại hơn, người cứu mang chính mình. Mình không cố định một nơi bất kỳ, nên em rời đi điều tất nhiên. Ừ em sai thì em sai, nhưng mà em sai vì em là chính mình. Nhiều khi thất tình để không mất mình, thế nhưng nhiều khi em ước mình xin lỗi trước, để bình an lướt qua thời gian, để mình không bất ngờ dù em vẫn sợ phải mất anh mà chưa biết anh. Nhưng mà em không chắc mình làm được gì khác, dù sao em cũng chỉ là em. Một dòng sông hối hận trào tuôn bất tận, để mất nhau rồi xin lỗi sao. Chỉ để lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi em. Tiến nhau đến đây thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi. Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu cũng giống như lần đầu. Nếu anh có đòi hỏi cũng đừng ngoái lại nhìn sang em. Anh cứ đi tiếp thôi, lần cuối ấy cũng qua mất rồi. Y như một giấc mơ. Mình nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là làm hết khả năng của bản thân mình, sống trọn vẹn từng phút giây và trân trọng tất cả những gì chúng ta đang có. Xin vui lòng chờ, điểm số đề nghị đang được thống kê. 88. Xin mời các chị đẹp ở phòng chờ sẽ cùng bình chọn ngay bây giờ. Xin mời tiến đến vị trí nhóm cố vấn. Nhìn thấy hình ảnh của chị hôm nay biểu diễn trên sân khấu thì tôi lại nhớ tới hình ảnh của chị ở tuổi 20 khi đang là diễn viên ca sĩ của nhà hát tuổi trẻ. Khi đến với chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, chị đã quay trở lại cái tuổi thanh xuân của chị. Và chị sẽ là cái người truyền cảm hứng cho rất nhiều những cái thế hệ, những cái lứa tuổi như chị, như tôi và rất nhiều những lứa tuổi khác được quay trở lại tuổi thanh xuân của mình. Trước đây 5 phút Phương đã định bỏ cuộc rồi. Vì Phương định nói là Phương không thể hát được vì cái bộ đồ nó thật sự quá mệt đi. Phương đã không thở được ở trong kia, không thở được ngay bây giờ luôn. Và bài hát cũng vậy. Hai bài hát vừa rồi Phương đã phải dành gần 3 tháng để tìm được cái câu trả lời là mình sẽ hát bài hát ấy như thế nào. Cái mà em rất tâm đắc đó chính là cái tư duy của chị và cái quyết định của chị lựa chọn hai bài hát này để cho sân khấu mở đầu. Thực sự nó là một điều rất là mới mẻ. Em cảm giác một sự gần gũi vô cùng. Đây không phải là một thần tượng của thế hệ xưa nữa, mà đây là thần tượng của thế hệ bây giờ, 9X và Gen Z đang cần. Thu Phương gần đây thì làm việc với rất nhiều người trẻ, nên là tôi thấy Thu Phương cứ càng ngày càng trẻ ra. Xuất sắc lắm chị ơi. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quang Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.